Hay nó bắt cô la, cô la rồi cô nói để cho cô gặp cháu, để cháu cô rồi chết cũng được nữa, nói vậy á, cái nó thả cô ra. À, Ừ, để không, cô lại đây, thấy cháu cháu này nè, nó dạ lại gần cô, rồi cái thấy một thằng đó nó đá đá cô á, ra ngoài, mấy cô giật mình. tức là trong lúc mà cô hôn mê mắt Hôn rồi đó mê. là tự nhiên cô gặp những cái người mắt trước kia Ừ. lại rủ cô đi phải không? Ừ. Rủ Đó, rồi cô cô đi sang xin năn nỉ người ta, năn nỉ. người ta tha cho ở lại. Ừ. À, giờ mời cô chú anh chị và các bạn cùng với em đi vào thăm và gặp cô ba ha. Thì cô ơi, ở đây là phải nhà của cô ba mà từng mất đi nhưng mà sống lại không cô? Phải, không có. Dạ, Ở đây không có. nhà nhà của cô ở trong đó không cô? Tôi hả? Nhà Nhà của tôi. cô ba chết đi sống Ờ, lại cô á? ba nhà đó. Vậy là cô đứng đứng đó đó ha. Ờ. Dạ, con cảm ơn cô ha. Giờ thì chúng ta vô gặp cô ba nha cô chú anh chị. Cô ba đang đứng đợi anh em kìa. Rồi, con chào cô nha. Dạ, chào cô ba. Chào. Chào em. Cho con gắn cái miếc cái Dạ, con. dạ, dạ. Dạ, cô ba tướng nhỏ nhắn vậy đó hả? Dạ. Cô ba cao một mét Ở mấy cô thước, ba? thước mấy? Thước thước mấy Thước hả? hai Chắc gì á. mét mốt quá. Trời ơi. Rồi, cô ba có thể dắt mấy con vô thăm căn nhà của cô ba đi. Con hả? Con nó đi chích thuốc rồi. Không Không có, phải. căn nhà này của cô ba phải không? Cô ba Nhà dắt đó mấy là con đi của. tham quan căn nhà của cô Dạ. ba. Vậy cảm ơn Mình con cũng nha, mấy con lời thăm dạ. cô là Rồi cảm mấy anh ơn. em mình cũng xin nói gõ cho cô bác anh chị em xem để không hiểu lầm nha. Con vô đi. Thì cô ba là người Khmer, do đó tiếng nói của tiếng Việt nó cũng Cô chưa được gành hung. Cô bác anh chị em xem cũng thông cảm nha. cảm ơn con. Dạ, rồi Cảm cô ơn dẫn mấy con. con đi vô nhà tham quan cái Đi nhà con, cô ba đi coi. con. Vô ở đây dùng sâu dùng xa. Cái này là cái nước mình xài sao cô? Cái nước này, Cái bồn này nè. bọn này mình ơn mình đó. Nhà nước đâu có vô cho đâu. Nhà nước cho cái lu này nè. Lưu này ha. Dạ, cho cái lu đó đó. Dạ. Rồi ở đây mình xài nước sạch rồi ha. Có ống nước nè. Ông nước đó là nước sạch, nước người ta tất nhà rồi, người ta đâu cho gì nữa. Rồi cái cô đi xin ta, con ơi, chị em dùng làm cho cái nước đó đó. Dạ. Bà con dùng làm cho đó. Vô cây nước cho ha. Ờ, vô cho. Nhà nhà cô ba còn nhà lá hồi xưa giờ nè. À, cái chân cột một cái chân là mối ăn hết nè. Dạ, thích Cột chơi. bằng cây tre luôn hả? Chè luôn. Chàng đất ơi, một quá trời ơi. Rồi cái này chị em gần đây nè, dùng làm cho được vách này, thay nước tạt. Rồi Dùng ơi. làm được một vách đó Ờ, đó. làm được con vách thôi. Dạ. Không có tiền. Thay nước tạt, người Này ta dùng làm cho anh em dùng. làm đó em, Sao người ta làm dùng cho. làm cho công gì? Cánh cửa đây hả cô? Sao te tua chân vậy? Cái cửa này, cái cửa cửa này nó gác rồi làm lại vậy đó. Dạ. Vậy là người ta cho được con vách thiết ha. Được cái Còn vách đó đó, cái vách bên đây thì đó là chẳng dùng còn làm gì mấy hết mấy ta. năm rồi, gác hết đó. Dạ. Còn Ôi, cô ba còn nấu củi nữa hả? nấu củi, Ừ, sao cái lò chắp giá lum cái chân lò vậy? bẻ bẻ luôn rồi, Ôi bẻ nửa ơi. tháng rồi đó, Khổ dữ à. tháng rồi đó. Vậy tối mình ngủ đâu cô ba? Ba ngủ ở đây nè, Trời ơi, ngủ đây luôn hôm rồi qua. cái dọn cái này để bên, thì bằng ngày thì đem ra gì, Dạ. không có chỗ để được cái một cái giường Tại này. bây giờ là cô còn ngủ cái giường tre ngày xưa mà đóng giường tre luôn nè mọi người. Tre này hết sức lâu con mới thấy lại cái giường tre Giường như thế tre này này, nè. giường tre này người ta đi đó, bà con ở rộng nè, ta thấy tội nghiệp mua dùng cho 500 ngàn á, 500 500 ngàn ngàn. giường tre. 500 ngàn để đem lại Ơi cho ơi, luôn. nhà của cô sao mặt trời nhóc chân vậy? Rồi mưa là bên đây Cái nó tạt vô hết trơn luôn rồi. trà Rồi tối ngủ rồi mưa tạt rồi sao? lấy ao mưa che lại, che Trời phía Phật trên, che ơi. trên. Nền đất xưa giờ, Rồi nền đất cái xưa giờ đó luôn đó cô che đó ba. là cái đó Ơi, che tấm cao người su đó đó, che gách tấm tan ben hết trơn su rồi. màu xanh đó Rồi mình che. lại cận cảnh đây chút xíu coi. Rồi đó che cái này Còn rồi, gác hết trơn rồi, người ta nhà mua mà trên cho. đây cô để củi rồi lá dừa nhóc Cô ba vô đó đi cô ba. Rồi, nhà chỉ có một cái bàn gì duy nhất với cái lò củi.
rồi không có xào đồ luôn, phải lấy cái hai cái tre làm xào đồ như thế này. Lấy cái tre làm. Ủa đồ con nít là của ai nhiều dữ vậy cô ba? Của con nó gửi. À, chỗ để cháu hả? Gửi cháu nó gửi. Rồi ở đây mình dừa nhiều là mình chụm bằng lá dừa là chính ha. À, lá dừa với nè, đây nè. Đây là nhà của cô ba, là người chết đi sống lại ba lần cô chú anh chị, và câu chuyện rất là tâm linh ở quyền bí ha. Tí nữa thì mấy anh em mình sẽ hỏi thăm về cô ba. Thì trước tiên thì chúng ta tham quan ngôi nhà của cô ba với những cái căn bếp như thế này nè cô chú anh chị, nấu ăn hàng ngày thì cô ba rất là khổ của chú anh chị. Căn nhà thì cả đơn sơ ha, nấu bằng bếp củi ngày xưa luôn nè. À, cái bếp mà cô chú anh chị thấy toàn là ấy không hết sức lâu á, con xin lỗi cô ba nha, hết sức lâu con mới thấy được cái một cái căn nhà mà trở về ngày xưa như thế này. Tại vì ngày xưa á là ở gần nhà con cũng có rất là nhiều cái căn nhà mà như thế này, đến nỗi nhà con cũng giống như thế này luôn ngày xưa á. Hồi đó cái này nè lâu rồi, rồi người ta thi người ta lợi chơi bà con, ta lợi chơi thi tác thì người ta dùng mua tôn được làm chắc cho được miếng đó đó. Nói này ít mưa, chỗ này mưa nhiều tác mấy người ta làm cho một đó đó. Rồi cái này nhà nước cho thì mấy cái cột cho. Này với cái máy này ha cho đó, đó. Còn bà con thì cho được một cái giúp thiết bên đây còn cái giúp bên đây thì còn nguyên hiện chưa có gì hết. Mua không có gì hết luôn. Mua thiết khoảng nhiêu cô ba? Mua thiết khoảng nhiêu? Cái này hả? À. 100 lá là 500 ngàn. Mua thiết luôn á. Thiết luôn. Mua thiết luôn biết nhiêu mà mua lâu rồi đó. Cô mua lâu rồi đó cái này á. Ý hỏi là cũng như là cô nửa sau này ví dụ muốn làm cái vách bên đây thành giống như bên đây á là khoảng bao nhiêu tiền? Biết nhiêu nữa người ta mua làm dùng làm cho luôn á. Cô đâu có hỏi đâu. Người ta làm giùm luôn ha. Người ta làm dùng luôn á, không dám hỏi người ta nữa. Dạ. Nè mọi người. Lâu quá cô bác anh chị có thấy được cái cảnh mà như thế này không? Đó, tức là trên cái giấc nhà tre mà những cái nồi nấu bằng lò củi, cái lít nồi nó đen như thế này nè, lâu quá mình mới thấy lại nha. Cái này ban đêm mình đóng cửa thì những con vật nó cũng vô bình thường hả cô? Mấy cái lỗ gì nè? Tôi thì đóng cửa ngủ còn được cho một con ở đây nằm đây. Trời gần đây. Trời ơi. Tội nghiệp cô không? Thiết mình mua hết này mình lại phải bao nhiêu tiền á, ý con hỏi vậy đó. Đó hả? Dạ. Khoảng vài ba triệu không cô? Cô ba ơi, con xin lỗi nha, cô ba đi qua cái ghế bên đây ngồi đi. Tại vì ngồi đây bị chá mặt trời á cô ba. Đây nè, cô ba ngồi đây đi. Ngồi ghế đi cô ba. Để xem thử cô ba sáng ăn cơm như gì nha cô chú anh chị. Bị chá mặt trời. Rồi cô ba rồi chú ba đâu? Chú ba. Bữa cơm sáng của cô nè. Chú ba giờ làm cái gì cô ba? Chú ba nào? Chồng cô ba. Chú ba đi làm mướn á. Làm mướn. Người ta đi mướn làm một ngày chú, nghỉ. Chú ba qua bên đó đi chú ba. Làm một ngày nghỉ 2-3 ngày luôn. Làm một ngày nghỉ 2-3 ngày. Chú ba lên ngồi ghế đi chú ba. Dạ, trước tiên thì hoàn cảnh hồi nãy giờ mấy con cũng thấy được cái sự khó khăn của cô ba rồi. Hái rau ở đồ bán ha, rồi làm thuê làm mướn cái đồ mà kho cuộc sống dẫn cái nhà mình muốn thay đổi vào cái dách thiết mà thay đổi không nổi luôn phải không? Dạ. Có làm chút tiền mà không có làm không có tiền, có làm mới có được 30-50 ngàn gì cũng đỡ nữa. Mua thuốc uống mỗi ngày, mua thuốc uống. Cô còn đang bệnh. Còn đang bệnh. Đi từ Vinh lấy thuốc rồi mua thuốc ở đây rồi chích một mũi là 80 ngàn. Đi một mũi mà đi mà không có chích ngủ không được, nó ho. Ho ha. Ho ngương cổ nó ho. Rồi câu chuyện mà nghe nói là đau con mắt nữa, đau mắt hai bên. Cô ba chết đi sống lại là như thế nào hả cô ba? Ba lúc đó chết đi sống lại là như thế nào cô ba? Hồi đó chết rồi xong lại cô cũng bà không biết đâu. Lúc đó nghe nói là một ngày mấy phải không? Ngày mấy bị tắc thở. Cất chạy cất kia gọi á. Sao lúc đó là chú biết gành luôn ha. Chú kể lại cho mấy con nghe với lần sao. Rồi á, bà đi bên Tây Vinh. Ta trả về ta nói xong rồi. Mất rồi ha. Gì đó. Trời ơi chú. Chú kể lại mà ghê nước mắt luôn mọi người.
là lúc đó là cực khổ lắm, khi mà cô bị giống như là mắc rồi á, là lúc đó là chú lo lắng hả? Dạ. Lúc đó là mình lấy cái thọ gì chưa chú? À. Nhắc thọ gì chưa quan tài á? Đó, đem lại rồi. Đem lại rồi luôn hả? Sửa. Chạy cất rồi đi kêu người ta đem lại. Đi ông luộc lại đọc kinh. Đọc cái đọc kinh ông. Xong là dắt chiều cả năm giờ đem bà đi bóp bong bong. Bóp bong bóng. Bóp bong bong á. Cô chú khóc luôn. Ông luộc lại đọc kinh cho. Rồi nói con nói nó nói mới làm tay vợ vợ gì này mới mẹ điệp mẹ xong đem đi đi Cần Thơ liền mở mắt. Rồi lúc ông kia nói chết rồi lấy bông bông ra đi. Nói mẹ còn sống lấy chi? Mẹ con còn sống. Cái thấy mở mắt nói con nói mở mắt. Tức là bác sĩ thì nó mất rồi đó ha. À đem trả về đó. Trả về bác sĩ ở đây cô kệ chạy rồi. Dạ. Đi về nhà rồi. Rồi lúc đó là bao lâu chú? Lúc đó chú là người bình tĩnh là chú thấy là cô lúc đó là bị mắc á, là khoảng thời gian bao lâu á? Lâu á, hồi một ngày gửi không? Cỡ đó, cỡ ngày gửi đó, xe chở về rồi. Rồi lúc đó là sao chú phát hiện mà cô mình mà chớp mắt hay là có biểu hiện sống lại là như thế nào? Đi sống lại đi bên ấy, đi bên Cần Thơ, đi đó mới sống lại. Ở đây nó chết rồi đó. Chớp mắt nó là thi mở mắt, con nói thi mở mắt. Thì mở mắt lên mới đem đi Cần Thơ. Có làm sao mà chú nói rõ hơn là tại sao mà mình đã mất ở Trà Vinh rồi mình đem đi Cần Thơ là làm sao nữa? Ở đem lại đi mình không thấy mình còn kẻ đem đi đó, còn nước mình còn tát hết nước thôi đem đi đại vậy. Đem đi hơn tháng mới khỏe khỏe mới về á. Hơn tháng. Còn cái điều thứ hai nữa, người em có nói cho con là lúc đó là nghe nói cô mà khi ra đi khoảng một ngày mấy đó, thì trong lúc đó là cô cũng ngủ, là dường như cái hồn của cô là có gặp những cái điều kỳ lạ là sao cô? Cái bữa đó cô cũng thi mà thi mấy người chết đó là nó lợi rửa tướng xong. Rồi cái kêu cô lợi cô khi nó kêu lại cái cô bắt cô hay nó bắt cô la rồi cô nói để cho cô gặp cháu để cháu cô rồi chết cũng được nữa, nói vậy á, cái nó thả cô ra để con cô lại cô lại đây thi cháu này nè. Dạ. Nó lại gần cô rồi cái thi một thằng đó nó đá cô á ra ngoài mấy cô giật mình. Tức là trong lúc mà cô hôn mê mắt rồi đó là tự nhiên cô gặp những cái người mắt trước kia lại rủ cô đi phải không? Rồi cô sang xin năn nỉ người ta. Năn nỉ. Người ta cho tha cho ở lại. Nghe nói có lần là nói tha gì nói để cho con đi gặp cha mẹ, đi gặp cùi á, con chết cũng uống nữa. Để cho con đi gặp cha mẹ đi. Con lại cha mẹ. Cô năn nỉ người ta nói để đi gặp cha mẹ đi ha. Năn nỉ. Mà lúc đó là cha mẹ của cô mất rồi hay gì? Cha mất, còn mẹ. Còn mẹ. Nói cha mất còn mẹ đó rồi nói em cho cô em đi gặp cha mẹ anh em rồi chết cũng vừa lụng đó, nói gì đó. Là cái hồn cô nói với người mấy người mất kia ha. Rồi lúc đó cô có gặp được cha cô không? Gặp cha mà mặc áo trắng rồi cái quần dài. Rồi cái khăn dài gì nè. Ông nói mày đi đâu? Nói con rời đây. Rồi cái ta. Rồi nói mày đi đâu? Mày đi. Nói con đi. Con đi con ở đây. Nói con ở đây rồi. Bỗng ta một chân mày đi ra ngoài đi. Mày đừng ở đây nữa. La gì mới giật mình. Tức là ông la cho cô cái tự nhiên cô giật mình là sống lại luôn đó ha. Sống lại luôn. Thì theo cô nghĩ là cái đó có phải là do củ quyền của mình là cha của mình cứu cô không? Hay cha cứu. Của mình cứu đó là mình thấy cha cứu, còn hai ba người đó kêu tay cô không à, kéo lôi kéo vô kéo tay cô lại ôm vậy đó, nói đi theo tao vậy đó. Mà không đi, mà những cái người mà mắc trước kia mà cô từng gặp đó là những cái người đó ở đâu, là cô quen biết hay không? Người ở đây nè, ở đây nè,
có bà con với cô một không? Người nè, hai người vậy luôn á. Không có bà con, người dân, mà người dân. Mình quen đàn ông không à. Đàn ông không à. Đàn ông. Lôi kéo cô, rủ cô đi theo. Thằng đó cô cũng biết tên nó, nó uống thuốc tâu chết á. Nó đi theo á. Ta đi theo cô lúc đó là cô thấy nhiều cái vong không cô? Hả? Thấy nhiều cái vong khác nhau không? Vong nó hồi đàn ông á. Dạ. Mấy đàn ông á nó lợi á. Ủa cái thi gì nó lại kêu kêu chị lại với mấy ông đi đâu. Nó kêu tay lại cô đi rồi ổng thê ba tôi nó thi gì á, ổng đa một chứng ra ngoài luôn. Dạ. Mới giật mình mới biết. Giống như là ba mình kêu á. Cô quyền thất tổ về cứu ha, cha mẹ rồi về cứu cô. Rồi dai mình dai á, cha mẹ cho con đi gặp cháu con gì rồi chết vừa lộn gì đó. Cho con xong gì cho con xong đi. Rồi nghe nói là cô cũng có như hai lần nữa đó hả cô? Hai lần chết đi sống lại nữa hả? Hai lần, ba lần á, đi ba lần á. Tới ba lần luôn. Trong đi ba lần luôn á, đi ba lần đó. Rồi ngoài lần cái lần mà thấy đầu lần hai lần này không thấy. Vậy cô kể rõ thêm hai lần kia cô, hai lần kia là như thế nào? Hai lần kia đó là đi thi vô chùa. Thi vô chùa thi bác sĩ lại bắt. Thi hồi bệnh đầu tiên đó là cô thi người ta trong chùa người ta đem mình bệnh á là ai bệnh tim thì đi bệnh viện người ta từ thiện gì đó. Thì cô thi vậy, cô bỏ cháu đi luôn. Cho ông này giữ. Để chạy vô chùa. Thấy xe người ta chạy vô ngồi luôn. Cái rụng cái gì cũng hết trơn luôn. Chạy đi đó. Mới đi tới bệnh viện đó là tới đi đó là giật mình á. Giật mình thấy người ta xuống hết còn mình chỉ. Còn mình chỉ có tại sao tôi lại có một mình. Hai ba người đi đâu mất hết rồi. Ui, nhà bà con người ta lại gần đó người ta nói em bệnh á. Đem để cho em hết bệnh. Nói vậy á. Chị bà con gần gần đây á biết đem mày lợi cho hết bệnh á, nói em bệnh tim á như vậy á, nói em thi này em bệnh tim là người ta nói từ thiện không lấy tiền bởi vì tôi lợi đó. Là lần đó cô cũng mắc hả? Hả? Hồi đó còn mắc đầu tiên đó. Dạ, lần đầu tiên. Mà bệnh mà đi chợ đó là hồi đó bệnh còn mệt á, đi chợ là nghỉ hai ba lần luôn. Dạ. Đi tới chợ là đi không được, người ta chợ lại ta chở xe ông đa đó rồi tới nhà mà chị ráng đi bán á, không có tiền đi bán mua thuốc uống. Dạ. Ráng tới như vậy đó, tới bệnh nhiều như vậy. Dạ cô ơi, rồi ngoài cái lúc mà khi mà cô mắc lần thứ hai đó mà có cái hồn cô xuất ra, cô gặp được những cái người gần ở xóm mình mà kêu ghéo cô đi vậy đó. Thì lúc đó là ngoài cô gặp những cái người đó với cha cô thì cô còn cái thời gian nào khác mà cô từng giống như mình thấy được những cái cảnh nào khác không cô? Cô thấy cô đi rồi có mấy người nói đó, mấy người chết đó, thằng hai người đó nó nói mày lời đấy là lời tiền ngọc á. Tiền ngọc á, nói gì á. Nó nói cô đi đi đường ngọc á. Mà nói tao đi đường ngọc. Tại mày lại đây rồi, tại đi đường ngọc rồi. Mày đi theo tao đi. Trời ơi. Ơi, không đi đâu. Lúc đó cô sợ không? Lúc đó cô biết không? Đó cô cũng sợ mà sợ mà dám nói. Tôi không đi đâu, tôi bỏ cháu tôi. Bỏ tao, cháu tôi, cháu tôi còn nhỏ quá. Để tới tôi đi về nhà đi. Không cho mày đi đâu. Rồi thấy ba. Rồi thấy ba tới cứu liền ha. Ông làm thầy á. Tôi đó ông làm thầy. Làm thầy thuốc á. Ba của cô làm thầy thuốc. Ba cô mắc lâu chưa cô? Lâu rồi. Mà cũng đi theo không á, đi theo không? Mỗi ngày như nằm vậy thấy ổn. Dạ. Thấy ổn á, cháu đi đâu rồi. Cô nằm là hay ngủ hay thấy ba của cô về? Thấy gì, thấy mình thôi thấy ba gì. Nói đi.